Nói ba lời này, nghiệp quật không chừa một ai. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này, ai cũng hướng tới một cuộc đời giá trị hạnh phúc và một cái đầu thảnh thơi. Thế nhưng, Đức Phật đã dạy, muốn có được những điều trên thì tuyệt đối có ba điều không thể nói. Và ba điều đó là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Ba điều không thể nói. Đôi khi im lặng là vàng. Vì có những điều nói ra chỉ khiến tình cảm sứt mẻ. Nhịn một chút cho qua thì thiên hạ ắt thái bình. Điều gây nghiệp đầu tiên đó là nói xấu. Nói xấu thường xuất phát từ tâm lý ghen tị với thứ người ta có mà mình không có. Nói xấu ai đó chỉ cho thấy lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, chứ không thể làm bản thân mình khá lên. Thậm chí chỉ sướng cái mồm nhưng lại hại cái thân không chừng. Trong cuộc sống này, ai cũng có những vấn đề riêng. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Tương tự, khi ai nói xấu mình thì cũng đừng bận tâm. Nói lời xấu xa sau lưng với người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nói lời ác nghiệt không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm tiêu tan hết phước lộc của bản thân. Đây là một trong những lời Phật dạy về ba điều không nên nói. Ở đời, tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Cũng giống như vậy, đừng quá bận tâm khi ai đó nói xấu mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Nói lời ác nghiệt khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại mình, hại người. Còn nói lời xấu sau lưng người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta sinh ra đã có phần thiện trong mình, nên đối đãi với người bằng tấm lòng thiện lương. Mỗi lời thiện có thể ấm ba đông chính là vậy. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách kiểm soát lời nói của mình khi nói chuyện với người khác. Cho nên đưa chủ đề cuộc nói chuyện biến thành cuộc nói xấu, đấu tố người không có mặt ở đó. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói xấu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ gánh nghiệp của mình. Khi ta đang nói xấu người khác, chính là ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Nói xấu người khác cũng chính là bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Đừng để mình có cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng. Điều không thể nói thứ hai đó là không nói lời oán hận. Điều đầu tiên không nên nói đó là những lời oán hận. Chúng thường xuất phát từ lòng hận thù, không hài lòng với một người hay một sự việc nào đó. Khoa học đã chứng minh rằng, mỗi khi sân hận nổi lên khiến cho cơ thể, nội tạng của bạn cũng bị tổn thương ở mức độ nào đó. Thế nên mỗi khi tức giận, tương đương với việc chúng ta tự uống thuốc độc và dần tự hủy hoại bản thân. Vậy nên, khôn ngoan nhất vẫn là tự mình tìm cách hóa giải lòng hận thù để chúng sớm tiêu tan. Mỗi khi gặp điều trái ý, hãy tập nghĩ rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi. Ta gặp họ cũng chỉ một lúc mà thôi. Tại sao không đối xử với nhau thật dễ thương, lưu lại những điều tốt đẹp về nhau? Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu là có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa trời đất mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Người sống trên đời này, phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng đi một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Hãy nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải,
chẳng vì phàn nàn của bạn mà tiêu tan. Người đã bỏ bạn ra đi, chẳng vì phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Nói nhiều lời sân hận, bạn bè, bằng hữu rời xa, mà người khác tức sẽ xem thường ta. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hưởng phúc. Điều không nên nói thứ ba là không buông chuyện. Người buông chuyện thường ngồi lê đôi mắt, cái chuyện người này là kể cho người khác. Thói quen xấu này rất khó bỏ, vì nó như chất gây nghiện khiến người ta không nói ra thì không chịu được. Câu trên miệng quen thuộc lúc này đó là: tôi nói bà bí mật này, nhưng bà đừng có kể với ai. Thế nhưng cuối cùng thì ai cũng biết, và người ta dần có ác cảm xa lánh bạn. Người thêu dệt câu chuyện ấy tưởng rằng lời nói gió bay, như một lời vô tình không cố ý, cũng có tính sát thương rất cao, nhất là những lời đó nhằm vào một cá nhân mong manh, yếu đuối. Không ít người đã tự tử chỉ vì một câu nhận xét vô tâm của người khác. Thế nên cần lưu ý thận trọng với lời nói mình nói ra. Muốn được người khác yêu thương, tôn trọng thì bạn cũng nên tôn trọng đời tư của họ. Nếu biết câu chuyện của người khác, hãy cố gắng giấu kín, dành thời gian để từ chuyện đó mà rút kinh nghiệm cho bản thân. Thay vì lãng phí thời gian để đi buôn chuyện thì nên tập trung học hỏi những kỹ năng mới, tự tôi luyện bản thân mỗi ngày. Thưa quý vị, muốn đời hạnh phúc, hãy tu cái miệng trước khi tu thân, vì cái miệng mang khẩu nghiệp sẽ kéo tạo những hoàn cảnh khó lường, bất phục. Tâm hướng thiện, nói được làm không được, giọng ngữ rất nguy hại. Mọi người không nên cho rằng nói dối có thể đạt được thành công. Phải biết giọng ngữ chỉ lừa được nhất thời chứ không gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ thành là giác đá đập chân mình. Lưu ý, sống mà ngôn hành trái nhau, nói đến làm không đến cũng là giọng ngữ. Vì vậy, hễ phát nguyện thì ta phải làm tới nơi, nếu không sẽ nhận quả xấu. Năm 2004, tôi và sư đệ Quả Trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh gây ầm náo, nó khiến chòm sớm xung quanh chẳng an. Ông đã tốn rất nhiều tiền mà không trị hết, vội tìm đến chúng tôi xin giải thích dùm. Còn ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả Trụ hỏi, có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa, lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên, có con bồ câu đưa thư bay đến chỗ tôi. Tôi bắt nuôi nó mấy ngày, sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà. Con bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó có dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không hả? Ông ta hùng hổ đáp, chẳng hề chi. Đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh, cho dù phải thực hiện những điều khó khăn hơn thế nữa, vì con trai tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện thoại Quả Trụ. Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm theo như lời ông vậy. Thấy con tôi mấy ngày qua tình trạng rất tốt, nhưng mới hồi hôm, nó lại nổi cơn gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không? Có mà, mấy hôm nay tôi một bề ăn chay, ngày nào cũng tụng bộ kinh Địa Tạng để siêu độ con bồ câu.
Không đúng, mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà. Ông vừa nghe xấu hổ, nói: vợ tôi làm sủi cảo, ăn tối thèm quá, nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi à. Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào? Ông nói hùng hồn, ngon lành như vậy mà làm không tới nơi. Ông thấy ăn mặn để làm tổn hại chúng sinh, thế thì làm sao có thể tha thứ cho ông được? Ông ta lúc đó xấu hổ, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau liên lạc lại, con ông quả nhiên hết bệnh. Con đường tu giống như đi học. Nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ chung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm về kỹ thuật thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn muốn ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa họa gia giáo sư thì bắt buộc phải đậu vào trường đại học mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thi cử thử thách phải nhiều. Hy sinh càng lớn, học phí cũng bội. Có người quan niệm chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam chi cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù quan niệm có như thế nào thì bạn cũng cần nên nhớ kỹ, ăn thịt là sát sinh. Nếu ăn thịt chúng sinh, chúng sẽ không đảm bảo tương lai bạn sẽ sinh làm người. Còn muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn sát, đạo, dâm, vọng. Nếu muốn thành Phật Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng với tâm nguyện mà người ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí. E rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký không phải chỉ có 84 nạn mà có thể nhiều đến 84.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh tất phải chân thành sám hối thì mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch đã lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích, chống đối, kết bè, dừng phái, chẳng hề biết hành động khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết phải vào địa ngục A Tỳ, thọ tội không có ngày ra. Quý vị thân mến, trên đây chúng ta tìm hiểu về ba điều không nói, ba việc không làm và ba việc không kết giao để hướng một cuộc sống của ta chất lượng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn trong tương lai. Phàm ở đời luôn có công thức xung quanh ta, chỉ cần nắm bắt được nó và thuận theo thì vạn sự sẽ bình an. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, như chúng ta đã biết, sự dối trá chính là nguyên nhân mầm mống gây ra các vụ tiêu cực trong xã hội, làm băng hoại đạo đức, bao che, trù dập, làm mất lòng tin trong đời sống tốt đẹp của mọi người. Nhất là những người nắm cán cân công lý, phải là người có trách nhiệm bổn phận cao, liêm chính, chỉ công vô tư, thì mới có thể giúp cho đất nước này ngày càng đi lên, tiến tới công bằng, dân chủ, văn minh, bền vững và lâu dài. Đức tính trung thực và thành thật là điều mà mỗi người cần phải rèn luyện trau dồi nhờ tính sâu nhân quả. Vậy sao ta không rèn luyện nó ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để khi ra đời ta sẽ xem nó là một trong những điều cần thiết nhất để bước vào cuộc sống hiện đại ngày nay. Người trung thực là người thật thà, ngay thẳng, chân thành trong cách đối xử với mọi người, luôn nhìn nhận khách quan về các sự việc trong cuộc sống, luôn tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Sau đây là lời Phật dạy làm người không nên gian trá. Có người cho rằng làm người cần phải biết tùy cơ để hòa thuận với mọi người. Tuy nhiên,
Nếu bạn chỉ biết hùa theo để lấy lòng người ta mà không có một quy chuẩn nào cho mình, vô tình bạn sẽ trở thành người gian trá, giả hoạt, giả dối, nói không thật lòng. Đó là ba phạm trù khác nhau. Nói dối để lừa gạt nhằm đạt mục đích cho mình. Trường hợp này, bạn có thể không từ thủ đoạn lừa dối bằng lời nói hoặc hành động để thực hiện mục đích lừa người. Giả dối tức là bạn làm thế nào để người khác tin là bạn nói thật. Còn giả hoạt là bạn làm người ta không biết chủ ý thật của bạn là như thế nào. Bạn luôn đặt mình trong trạng thái biến đổi linh hoạt để chiều theo ý người nhằm thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tuy nhiên, giả hoạt vẫn có đôi phần thực, nên mức độ của giả hoạt có ít nhiều sai khác so với không thực lòng và giả dối. Một người có tính giả hoạt thường rất biết chiều lòng người. Hơn nữa, người khác không thể nắm bắt chủ ý thật của họ. Khi bạn sống với người giả hoạt, bạn sẽ rất khó chịu vì bạn không nắm bắt chủ ý thực của họ là như thế nào. Khi bạn hỏi ý kiến người giả hoạt thì họ sẽ không trả lời thật lòng. Thí dụ như bạn hỏi màu đỏ tốt hay là màu vàng tốt, họ sẽ hỏi ngược lại bạn: thế ý bạn thì sao? Nếu bạn trả lời là màu vàng tốt thì họ cũng sẽ nói với bạn là màu vàng mới tốt. Cũng như thế, khi bạn nói đỏ mới tốt thì họ cũng liền hùa theo đỏ mới tốt. Vì thế, người giả hoạt thường để bạn đưa ra ý kiến, đồng thời họ cũng sẽ suy đoán ý nghĩ của bạn rồi nói hùa với bạn. Bạn có thể nắm bắt được chủ ý thực sự của người giả hoạt. Thực ra, họ đang muốn bảo vệ lợi ích và lập trường của mình, nên hay nói kiểu nước đôi thế nào cũng được. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể khẳng định đó là họ đang lừa gạt bạn nhằm đạt được kết quả cho lợi ích của họ. Người giả hoạt thường xui khiến người khác làm điều xấu, còn bản thân họ chỉ là người ném đá, giấu tay, không cho người khác biết mình đã làm gì. Có thể họ không có chủ ý làm tổn thương hoặc gây tổn thất cho người khác, nhưng trong thực tế, họ đã làm tổn thương người khác để bảo vệ lợi ích của mình. Người giả hoạt thông minh, nhưng thực ra đó chỉ là kiểu khôn vặt. Họ cũng tự hào về bản thân là người thông minh, còn người khác đều là thằng khờ trong mắt của họ. Đây là mẫu người không dũng cảm, không dám đối diện với tật xấu của mình, chỉ thích làm việc ném đá, giấu tay. Bạn có thể dễ dàng phát hiện người giả hoạt. Ở Thượng Hải, người ta quen gọi kẻ giả hoạt là hòn đá tròn, gọi thế để chỉ tính cách chung của người này. Nếu bạn lưu ý, sẽ phát hiện ra lời nói đến hành động của người giả hoạt thường thiếu sự chân thật. Họ thường cố ý che đậy tính xấu của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ giấu được một hai ngày, một người hay hai người, chứ không thể giấu được mọi người mãi được. Giả hoạt cũng như lừa gạt, dần dần sẽ lộ chân tướng. Khi đó mọi người sẽ tự tránh xa họ. Người giả hoạt không đáng tin cậy, ai ai cũng muốn lánh xa. Một khi bạn phát hiện họ không đáng tin cậy, khi những việc tốt tự nhiên cũng sẽ không đến với họ. Cuối cùng họ chỉ trơ trọi một mình, chẳng ai dám làm quen với họ nữa. Người ta thường nói thỏ khôn ở ba hang để tránh kẻ đi săn. Nhưng con thỏ khôn ngoan thường ở hang có ba lỗ thoát nạn. Khi lỗ hang này bị lách, nó sẽ trốn sang lỗ khác. Cũng như thế, để bảo vệ lợi ích của mình, người giả hoạt thường chuẩn bị cho mình những phương án phụ. Thí dụ, bạn có ba ngôi nhà. Bạn nói với mọi người đến tìm bạn ở bất kỳ trong ba ngôi nhà kia đều gặp được bạn. Nhưng đến cả ba nhà tìm vẫn không thấy bạn đâu. Khi người khác đến tìm bạn một đôi lần không gặp, tự nhiên họ sẽ không cần tìm bạn nữa. Bạn làm thế nào để bảo vệ mình? Không những người muốn hại bạn không tìm được
mà cả người muốn giúp bạn cũng không thể tìm bạn được. Thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể tìm ra bạn. Vì thế, giả hoạt không phải là tính tốt. Phần lớn mọi người đều chân thành vì họ hiểu rõ ràng giả hoạt chẳng có lợi ích gì cho mình cả. Một khi quen với sự giả hoạt, tự nhiên nó sẽ trở thành tính cách của bạn. Khi đó, người khác sẽ dễ dàng phát hiện. Cuối cùng, người chịu thua thiệt không phải là ai khác mà chính là bản thân bạn. Muốn trừ bỏ tính giả hoạt, bạn phải tập cho mình đức tính chân thật, giữ chữ tính. Bạn phải học cách nói thật, thái độ phải trầm tĩnh, không nên nổi vọng động. Khi nào bạn làm được điều này thì khi đó bạn sẽ xóa được tính giả hoạt. Đương nhiên, khi giả hoạt đã trở thành thói quen, tính cách của bạn thì cần phải có thời gian nhờ sự quyết tâm mạnh mẽ để từ bỏ những nét tính cách này. Xa rời người sống hai mặt. Người hai mặt là chỉ những người khi ở trước mặt người khác một kiểu nhưng sau lưng lại sống một kiểu. Thí dụ, khi gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng sau lưng lại chê bai nhục mạ. Đó chính là người hai mặt. Họ đối đãi với người khác bằng sự giả dối. Chúng ta thường khó phát hiện tình cảm giả dối của người hai mặt. Chúng ta không biết sự cung kính lễ độ của họ chỉ là sự giả dối bên ngoài. Nhưng nếu bạn thấy đối phương quá khách khí, lúc đó bạn nên tự đặt dấu hỏi. Vì kẻ sống hai mặt có thể nói bất kỳ điều gì, miễn là có lợi cho họ. Một người cố ý tô điểm vẻ ngoài cho mình nhất định sẽ có mục đích. Trong thực tế, bất kỳ hành động, lời nói nào vượt quá mức lễ phép thông thường đều là giả dối. Thực ra, bạn chỉ cần lưu ý quan sát sẽ dễ dàng nhận thấy thật giả. Không một người xa lạ nào nhất định chẳng có lý do gì để hết lời ca tụng tán dương chúng ta, trừ phi họ có mục đích gì khác. Trường hợp quen biết lâu ngày, họ vẫn như thế, chứng tỏ một là họ thật lòng, hai là thói giả dối đã trở thành bản tính trong họ. Tôi từng gặp một người, người này có thói quen hễ gặp bất kỳ người nào đều xưng hô với người đó rất lễ phép, thậm chí là đứa trẻ cũng lễ phép, nghe vô cùng khách sáo. Dùng từ tôn xưng người khác cần phải đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng, nếu không người khác sẽ cảm thấy giả dối khó chịu. Nếu chỉ vì thói quen chứ chẳng có ác ý hay mưu cầu gì thì cũng không sai. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh thói quen này. Trong sách Luận Ngữ có câu: người ăn nói khéo quá, trang điểm quá lòe loẹt, chứng tỏ là người thiếu lòng nhân ái. Trong giao tiếp, chúng ta cố gắng nói lời chân thật, nói lời như lòng mình đã nghĩ, đừng trao chuốt lời ăn tiếng nói nhiều quá. Thực ra bất kỳ người nào sống không thật lòng đều cảm thấy day dứt khó chịu. Trừ những người đã thành thói quen, họ không còn nhận thấy mình giả dối nữa mới không cảm thấy khó chịu mà thôi. Chứ người khác vẫn cảm nhận trong lời nói của họ thiếu sự chân thật. Khi gặp những người giả dối, tốt nhất là bạn nên tránh mặt. Vì khi bạn tiếp xúc gần gũi, rất có thể bạn sẽ bị tổn thương những lúc thích hợp. Bạn có thể nhắc nhở họ, bạn không nên ăn nói quá khách sáo và thái độ như diễn kịch như thế nữa. Vì với tôi, nó chẳng tác dụng gì cả. Nếu người đó vẫn không chịu nghe lời thì tốt nhất bạn nên tránh họ. Phải chăng người tốt sẽ chịu thiệt thòi? Người ta thường nói người tốt dễ bị lừa, ngựa tốt dễ bị cởi. Ý nói là người tốt sẽ dễ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng thường làm phiền người tốt nhiều hơn trong các đệ tử, cả tại gia lẫn xuất gia của tôi. Những ai biết chân lời thì tôi lại thường làm phiền họ, nhờ họ giúp hết việc này đến việc khác. Sở dĩ như thế là vì người tốt thường biết tiếp thu, phê bình, biết dâng lời. Tôi có thể chỉ trích họ, thậm chí mắng họ trước mặt mọi người, nhưng họ không những không giận tôi, ngược lại còn cảm ơn tôi vì chỉ đúng điểm sai của họ.
Tôi thường mắng một đôi vợ chồng Phật tử là ngu si. Sau khi mắng, cả hai vợ chồng không những không giận mà còn nói với tôi một cách xúc động: cảm ơn sư phụ. Tuy nhiên chỉ khi nào tôi tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao họ làm sai trái mới mắng đau để răn đe, nhắc nhở, không cho phép tái phạm. Nếu tôi chưa hiểu đầu đuôi sự việc, sẽ không dám mắng khi thấy họ chân thành thẳng thắn, bộc bạch tâm sự. Thật sự cầu thị cần tôi sửa sai, tôi sẽ mắng một trận nên thân. Vì những trường hợp như thế, nếu nói lời mềm mỏng sẽ không có tác dụng. Nếu muốn chữa bệnh nặng, phải dùng thuốc mạnh. Vì thế đôi lúc tôi phải tùy cơ để dẫn dắt học trò. Những người biết sửa sai, thích người khác chỉ điểm lỗi lầm của mình để sửa đổi, thì mắng chửi là cần thiết cho họ. Sau khi họ bị trách nặng lời, họ sẽ thay đổi. Họ sẽ không còn than thân trách phận, tự dằn vặt đau khổ nữa. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta rất khó tìm được những người như thế. Trường hợp người không chịu sửa sai, không thích bị chỉ trích, không chịu tiếp thu, dạy dỗ sẽ khác. Chúng ta không nên trách họ. Khi bạn trách, sẽ bị khò khử suốt đời. Có lúc dạy là trách mắng, có lúc là sự thỉnh cầu, tùy theo tính cách của mọi người. Chúng ta chọn cách tiếp cận tương ứng để chỉ ra sai lầm của họ. Những người thế này, chúng ta nên hạ mình nói lời mềm mỏng. Thậm chí có lúc tôi còn xin lỗi họ. Những khi họ thấy tôi xin lỗi, họ sẽ nghĩ thầy đã nhận sai. Chúng ta nên thương thầy và nghe theo ý thầy. Còn đối với những người không mắng, không khuyên, không nói lời mềm mỏng để dạy dỗ được, thì tốt nhất nên chọn cách khác. Mỗi khi gặp họ, tôi chỉ chào A Di Đà Phật, con khỏe không, hoặc nói là xin chào là được. Vì những người như thế, nếu chúng ta trực tiếp nói làm như thế, sẽ không ổn, vì họ sẽ lập tức nói, con không sao đâu. Hoặc bạn có lòng tốt khuyên họ làm thế là không được. Họ sẽ đáp ngay là, có gì mà không được, người khác có vấn đề, chứ con có vấn đề gì đâu. Những trường hợp như thế tôi chỉ nói, ừ, gần đúng rồi, người khác sai, chứ không phải con. Chúng ta nên tìm cách khác để làm lại xem sao. Người tốt thường bị chỉ trích trách mắng. Như thế phải chăng điều đó chứng tỏ người tốt thường sẽ bị thiệt thòi? Thực ra, người không chịu tiếp thu ý kiến phê bình, không có cơ hội sửa sai, không gặt hái được lợi ích đích thực mới là người chịu thiệt. Nếu được, bất quá chỉ là cái hư vinh nhất thời, cái tự tôn miễn cưỡng chứ chẳng phải là lòng tự tôn thực sự. Với tôi, họ không xếp vào hạng tốt hay xấu, nhưng với riêng bản thân họ, nhất định là họ. Chính họ không có cơ hội sửa sai, cứ mãi hoài như thế, thậm chí đến hết đời không biết mình sai để sửa. Vì thế, khi bạn nói chuyện với người khác, mặt họ không dám cãi lại hoặc khó sợ, lúc đó bạn cần tỉnh táo xét lại bản thân, nghĩ mình phải chăng là người xấu khiến người khác phải lánh mặt sợ và không thèm nói chuyện với mình. Khi bạn bị người khác ghẻ lạnh, không muốn tiếp xúc, bạn khó nhận được ý kiến xây dựng từ người khác. Nếu người khác làm phiền bạn nhưng có lý, bản thân bạn cũng nên tình nguyện để họ làm phiền. Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một hành giả Bồ Tát đích thực. Nói chung, biết khiêm tốn, lắng nghe lời chỉ trích trách mắng của người khác là một ưu điểm. Như Khổng Tử đã từng nói, văn quá tắc hỷ, hữu tắc cải chi, vô tắc ra viễn. Có nghĩa là nghe người khác chỉ lỗi thì thấy vui mừng. Nếu mình có lỗi thực sự thì sửa lỗi, nếu không thì cố gắng đừng phạm. Đối với lời phê bình chỉ trích của người khác, bất luận mình có lỗi hay không, cũng cần phải cảm ơn người đã nhắc nhở mình, vì đó là nguồn động lực nuôi nấng nhân cách của mình. Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào,
họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói, có thể in mãi trong lòng, thấu từng tâm can. Lời nói là vô hình, mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh,
nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà Giả Kim, Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái dòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý, thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó. Và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này,
kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn, hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải
cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rồng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất
Thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phúc quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Phật chỉ ra 5 kiểu người tu miệng nên dễ gặp được quý nhân. Những kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, cũng dịp gì họ luôn có lý do để cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thường được mọi người quý mến, nể trọng và đặc biệt là không quá bị hoàn cảnh tác động. Phú quý hay phước báo của một người không chỉ nằm ở số tiền bạc mà họ sở hữu, đó còn là một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, khỏe mạnh. Ngay cả những người không cần có quá nhiều tiền, nhưng nếu họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân xử thế và có thể tạo ra cảm giác sung túc cho cuộc sống của mình bất cứ lúc nào. Thứ nhất, người không cằn nhằn, khí chất thanh cao. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm nên sẽ có những chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng nếu trong lúc đối mặt với khó khăn mà luôn than phiền cằn nhằn sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy ái ngại hoặc khó chịu. Thí dụ, mỗi lúc buồn liền than vãn, kêu ca cuộc đời bất công, tôi hay gặp đen đủi, thì chỉ càng thấy cuộc sống của họ trở nên tăm tối, mọi người tránh xa, còn thần tài cũng không dám lại gần. Thế nên, cổ nhân mới kết luận rằng, kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, là người không cằn nhằn cáu bẳn mỗi khi gặp nghịch cảnh, vì ở họ luôn tạo ra khí chất mà không phải ai cũng có được. Một người hay cằn nhằn thường tỏa ra năng lượng tiêu cực. Ngược lại, một người luôn tích cực sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ở gần. Đồng thời, tâm thái tích cực của họ cũng lan tỏa và khích lệ mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Và dĩ nhiên, họ sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng không cằn nhằn không có nghĩa là đang cam chịu hay nhu nhược. Thực ra, những người này vốn có sự an tĩnh trong tâm của mình nên không bị ngoại cảnh tác động. Người đó sẽ đủ dũng khí vượt qua nghịch cảnh. Họ đủ khả năng nhìn xa trông rộng và hiểu rằng khó khăn cũng sẽ sớm qua đi, trả lại cho họ những ngày bình yên. Không phải ai cũng đủ may mắn sinh ra là có số mệnh được quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng, chính bằng việc bản thân biết tu dưỡng thì cũng đã có thể cải biến số mệnh và thay đổi vận khí của chính mình. Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên, một người có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít, đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng. Một người biết tu thân, tu miệng của mình, ở họ tỏa ra khí chất khiến người khác cảm thấy nể phục. Thứ hai, người ăn uống biết tiết chế luôn khỏe mạnh. Phật dạy, ta hãy biết đủ, không chỉ là ở khía cạnh tài chính, mà còn ở khía cạnh ăn uống để đảm bảo sức khỏe và sống thọ. Có người hiện đại không quan tâm tới điều này, vì họ có sở thích thưởng thức càng nhiều đồ ngon vật lạ càng tốt. Lòng tham khiến họ mắc càng nhiều bệnh tật hơn. Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Ngày càng nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện đã minh chứng cho sự thật đáng buồn này. Ai chẳng thích được ăn ngon, nhưng không phải ai cũng biết cách tiết chế bản thân vì sức khỏe. Kết quả là tự làm khổ chính mình. Có sức khỏe thì ác da vẻ đẹp, vẻ ngoài thanh thoát. Đó thực sự là món quà xa xỉ của cuộc sống mà không phải ai cũng có được. Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này.
Thế nên, những ai biết kiểm soát tốt cái miệng của mình, không ăn uống bừa bãi, biết cái gì nên ăn, cái gì không nên, thì có thể đạt được mục tiêu sức khỏe, lại có thể học cách kỷ luật bản thân trong việc ăn uống. Thứ ba, biết nói chuyện thu phục lòng người. Người biết nói chuyện không phải là người luôn miệng nói, luôn miệng phân bua, kẻ hay tranh phần nói của người khác, thích áp đặt ý kiến sẽ chẳng ai dám chia sẻ tâm sự với họ. Thế nên, một người biết nói chuyện là người biết khi nào nói câu gì, khi nào cần im lặng lắng nghe, thậm chí chỉ cần vài câu ngắn ngủi, đơn giản, cũng có thể chạm tới trái tim của người khác, khiến đối phương hoàn toàn bị thu phục. Muốn có được điều đó không hề đơn giản. Họ phải biết tu thân, và quan trọng là tu cái miệng của mình. Thêm nữa, họ phải có khả năng thấu cảm, biết đứng vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Tiền bạc của cải là phương tiện trao đổi để sử dụng hữu ích trong mối quan hệ của đời sống, như ăn uống, ngủ nghỉ là nhu cầu cần thiết của con người. Về cơ bản, con người là chúng sinh cõi dục, do dục mà được sinh ra và hiện hữu. Con người cần có các nhu cầu ăn, mặc, ở, bình, nghỉ ngơi, giải trí, hoạt động, đi lại, giao tiếp, giải thưởng thức các cảm xúc khoái lạc, giác quan, vân vân. Con người không thể sống mà không ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí, thư giãn sau khi làm việc. Ngày xưa, khi con người chưa biết xài tiền nên chỉ trao đổi hàng hóa bằng các phương tiện vật chất để đáp ứng nhu cầu sinh sống. Sau này con người văn minh tiến bộ nên chế ra tiền để làm phương tiện cân bằng giá trị vật chất. Tiền là đầu mối quan trọng làm con người đam mê phát huy tài năng để có được nhiều tiền. Phật dạy đừng vì tiền bạc mà làm hại nhau. Phật dạy chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình. Khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn nhẹ nhàng. Nên kinh dạy, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi khổ niềm đau, tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng tham muốn quá độ mà ra. Tài sản của cải vật chất vốn là huyết mạch để bảo tồn sự sống cho tất cả mọi người. Mạch nhảy, máu lưu thông, chảy khắp nơi cơ thể nên con người mới sống và tồn tại. Tài là khả năng con người có được nhờ học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, luyện tập và biết vận dụng phát huy vào trong đời sống để mưu cầu hạnh phúc. Ở đời, ai cũng có tài, dù nhiều hay ít tùy theo khả năng mỗi người. Từ tài năng đó con người làm ra đồng tiền để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng an vui, hạnh phúc cho xã hội. Tài sản nói chung bao gồm tất cả phương tiện vật chất liên quan đến đời sống con người. Trong đó có vàng, bạc, tiền, nhà cửa và ruộng đất, mặt phải, trái của sự giàu có. Ai cũng có ước mơ sau này trở nên giàu có, trừ những người đang sống trong những gia đình khá giả. Và ai cũng có thể ước mơ mình có khối tài sản khổng lồ, những căn biệt thự với sân vườn đẹp mắt, có hồ bơi, các loại xe sang, máy bay riêng để thỏa mãn những gì mình mong muốn. Vì vậy, điều gì đã xảy ra với những người đã đạt được những gì họ tham vọng và mong muốn? Tiền có thể mang lại những đổi thay trong cuộc sống theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Một gia đình khi làm ăn được lợi nhuận càng nhiều thì tham vọng càng lớn, thuyền to sóng lớn. Tuy nhiên, có nhiều người rất ham thích tiền, mê tiền đến nỗi lãng quên trách nhiệm đối với gia đình, người thân. Người có nhiều tiền của chỉ mang lại sự thoải mái về các phương diện vật chất, nhưng rất lo lắng và sợ hãi, cho nên họ hay tìm kiếm các thầy tướng số để chỉ bày cách gìn giữ của cải. Họ không biết rằng hiện tại giàu có là do biết gieo trồng phước báo nhiều đời, nên ngày nay mới có được như vậy. Sự thoải mái về vật chất đủ đầy không tạo nên hạnh phúc hay sự mãn nguyện, thậm chí có thể làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ ganh ghét,
tật đố muốn hãm hại, vì quy luật cạnh tranh để tồn tại, sống thoải mái về mọi phương diện vật chất là điều tốt. Nhưng cảm nhận được bình yên, hạnh phúc mới là lý tưởng sống lâu dài. Sự giàu có cũng làm lộ ra bản chất của con người. Nếu chúng ta là một người hiểm độc, việc trở nên giàu có sẽ khiến người đó trở nên mưu ma trước quỷ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta là người nhân từ đức độ, thì việc giàu có đó sẽ đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Sự giàu có cũng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, bè bạn và xã hội. Một số người sẽ trông đợi sự giúp đỡ của chúng ta để được hưởng lợi ích. Và ta cũng nên suy nghĩ những người này có quý mến mình thực sự không? Hay họ đến chỉ vì tiền? Phần lớn mọi người đều cho rằng sự giàu có mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho gia đình họ. Tuy nhiên, có nhiều tiền vẫn tốt hơn khi chúng ta bệnh tật, phải cần có một số tiền lớn để giải phẫu. Nhờ vậy có thể thoát được chết chóc đau thương. Có tiền để giúp đỡ gia đình, người thân, và rộng hơn nữa là để đóng góp lợi ích cho xã hội khi cần thiết. Sự thoải mái trong đời sống vật chất với đầy đủ tiện nghi không thể đem đến hạnh phúc thực sự hay sự mãn nguyện lâu dài. Bởi vì lòng tham lam của con người như giếng sâu không đáy, nó sẽ làm cho ta bất an, lo lắng và sợ bị hao hụt, mất mát. Khi chúng ta đã quen với nếp sống cao sang quyền quý, mọi nhu cầu đều có người phục dịch, sẽ làm cho cái ngã của ta lớn thêm. Bởi ta nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, là thầy của thiên hạ, là ta, là của ta, nên ta càng ngã mạn, chẳng coi ai ra gì. Nếu ta biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ, thì sẽ đem lại lợi lạc cho chính mình, gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Chính vì thế, tiền là huyết mạch của sự sống, để mọi người phấn đấu, gây dựng bằng tài năng của chính mình, qua sự làm việc, đóng góp. Có nhiều người nghĩ có tiền là hạnh phúc. Thật ra, tiền chỉ đem lại sự sung mãn về vật chất. Nó không phải là yếu tố chính trong hạnh phúc. Tiền là vật vô tri do con người tạo ra. Nhiều người không hiểu nên bị đồng tiền sai sử, chi phối mà làm những điều xấu ác. Do nhu cầu sự sống, ai cũng cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng đồng tiền làm ra phải bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Thật ra, ai cũng có ước mơ đáng quý và trân trọng. Lớn lên, có một việc làm ổn định, có vợ hoặc chồng và có con để xây dựng hạnh phúc gia đình và góp phần an sinh đời sống cho xã hội. Kinh Pháp Cú dạy, dẫu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Phật còn đưa ra một ví dụ khác, người đam mê đắm say, chạy theo ngũ dục quá đáng, thì chẳng khác gì người khát nước mà uống nước muối, càng uống càng thêm khát. Chính vì vậy, Phật dạy chúng ta phải biết muốn ít, biết đủ để ngăn ngừa lòng tham lam của mình. Khi nào chúng ta cảm thấy đủ thì sẽ an ổn nhẹ nhàng. Nên kinh dạy, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi khổ niềm đau, tội ác trên thế gian này đều do ái dục và lòng tham muốn quá độ mà ra. Một đời sống có ý nghĩa và giá trị là một đời sống không quá lệ thuộc vào phương tiện vật chất, nhưng cũng không thể không có tiền bạc và tài sản, vì nó là phương tiện để nuôi sống chúng ta. Để đảm bảo một đời sống tốt đẹp, hài hòa, Phật dạy người cư sĩ có quyền làm ra tiền bạc của cải một cách chính đáng, nghĩa là từ sự tinh cần, siêng năng bằng đôi bàn tay và khối óc của mình để tạo dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bản thân, gia đình, người thân và đóng góp lợi ích thiết thực xã hội. Tuy nhiên, sự giàu có về vật chất chỉ đáp ứng nhu cầu đầy đủ sự sung túc cho con người. Hạnh phúc thực sự trong cuộc sống không phải là người có nhiều tài sản, tiền bạc, quyền uy, thế lực, nhà cao cửa rộng, mà chính là tự do, không bị ràng buộc bởi tham lam, sân hận và si mê. Đó là một thứ hạnh phúc chân thật dài lâu. Dù chúng ta có nhiều tiền bạc,
vẫn không thể mua bán đổi chác được. Do đó, ngoài việc có nhiều tiền bạc của cải để có cơ hội phục vụ tốt cho gia đình, đóng góp cho đời, chúng ta cần phải thăng hoa đời sống tinh thần, phát huy con người tâm linh, nên thường sống trong chánh niệm tỉnh giác, mở rộng tấm lòng từ bi, thương xót muôn loài bằng tình người trong cuộc sống. Nhờ vậy, chúng ta biết dung bồi xây dựng tài sản tâm linh, nên các tâm tư mê muội không có cơ hội xen vào như toàn tính, hơn thua, tranh chấp, hận thù, tàn sát, giết hại lẫn nhau, làm tổn thương nhân loại. Tiền bạc của cải có thể giúp ta giải quyết nhiều thứ trong cuộc đời, nên trước tiên, ai muốn bảo tồn sự sống là cần phải có tiền. Nhưng tiền bạc của cải khi có thì ta phải biết sử dụng như thế nào cho hợp lý. Một người công dân muốn sống an vui, hạnh phúc thì phải biết sử dụng 4 yếu tố căn bản sau đây. Có công ăn việc làm ổn định, nuôi sống bản thân và luôn thường xuyên trau dồi công việc nghề nghiệp được tốt đẹp. Tiền bạc làm ra bằng nghề nghiệp chân chính, phải biết cách gìn giữ, không để thất thoát. Phải biết chi tiêu cân đối, hài hòa, không nên hoang phí quá mức. Tiền làm ra ít mà muốn xài nhiều, hoặc tiền bạc làm ra nhiều mà không dám xài vào việc có lợi ích, thành ra bỏn sẻn. Tiền bạc và tài sản là phương tiện để con người sinh sống, phục vụ cá nhân có nhu cầu ăn, mặc, ở hàng ngày. Muốn vậy, trước tiên ta phải có một việc làm ổn định về lâu về dài, nhưng nghề nghiệp mình chọn không làm tổn hại cho nhân loại. Các nghề nên tránh như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây sai, gây nghiện như rượu, xì ke, ma túy, chế tạo thuốc độc hoặc trực tiếp sát sinh, hại vật bằng nhiều hình thức. Có nhiều người vì sĩ diện, bản ngã muốn chứng tỏ đẳng cấp giàu sang bằng người hoặc hơn người nên đã vay nợ xây dựng nhà cửa khang trang dù nhu cầu không cần thiết, do đó lún sâu vào nợ nần dẫn đến tán gia bại sản bởi họ không biết bằng lòng với hiện tại. Đại đa số chúng ta ai cũng nghĩ có thật nhiều tiền bạc và của cải là hạnh phúc rồi. Điều đó là quá nhầm lẫn lớn của nhân loại. Nên khi có quyền lực trong tay thì tìm cách dơ dét, gom góp về cho riêng mình. Nhưng tiền bạc làm ra từ sự phi pháp đó rất khó mà tồn tại lâu dài. Khi có nhiều tiền thì phải hưởng thụ dù trời trát tán, dễ dẫn đến sa đọa, làm mình và người khổ đau, làm mất hạnh phúc gia đình và tác hại xấu đến xã hội. Tiền làm ra không bằng mồ hôi nước mắt của chính mình, thường bị năm nhà cuốn trôi. Nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà du quan tịch thu, nhà con cái bất hiếu phá sản và các tai nạn bất ngờ khác. Chính vì để thỏa mãn lòng tham dục thì con người phải lao đầu vào gian khổ để tranh giành được mất hơn thua mà tạo thêm nghiệp si mê không có ngày thu dứt. Ví dụ như trước đây chúng ta có một chiếc xe máy, rồi chúng ta ước mơ muốn có xe hơi. Khi được xe hơi rồi, lại muốn xe siêu hiện đại. Con người ta sẽ khó dừng lại khi mình không chịu bằng lòng với hiện tại. Vì lòng tham con người như giếng sâu không đáy. Nói như vậy, không phải để chúng ta bi quan mà không chịu cố gắng siêng năng làm ăn nữa. Chúng ta vẫn làm việc phục vụ, nhưng bằng cả khối óc và con tim, bằng mồ hôi xương máu của mình để không làm tổn hại người khác. Hơn nữa, tiền của tuy cần thiết cho cuộc sống, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng ta đâu. Thực tế cho thấy, có những gia đình lúc còn nghèo khó thì mọi người sống rất hòa thuận, vui vẻ với nhau. Nhưng đến khi giàu có rồi, thì tình cảm vợ chồng, con cái, anh em lại bị sức mẻ và đổ vỡ. Bởi lòng tham quá độ, vì lòng tham lam quá đáng mà con người ta có thể nhẫn tâm làm tổn hại người khác. Để có tiền nhanh chóng, một số người đã tán tận lương tâm làm ăn phi pháp như mua bán vũ khí, mua bán phụ nữ, mua bán xì ke, ma túy vì lợi nhuận quá cao. Tạo ra nhiều băng nhóm tội phạm, gây hiểm họa cho loài người, dẫn đến sự thiệt hại lớn lao của nhân loại về mặt vật chất lẫn tinh thần.
người Phật tử chân chính, vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên không được kinh doanh, mua bán các loại chết người đó. Tiền bạc tài sản nếu không sử dụng đúng mục đích thì trở thành rắn độc. Nhưng thiếu nó lấy gì để chúng ta sinh sống mà vẫn cần phục vụ hoằng pháp lợi sinh? Mục đích của cuộc sống không phải là giàu có nhiều tiền của mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại. Không nên đua đòi bắt chước làm bằng người khi ta không có khả năng và điều kiện. Tiền bạc chính là người đầy tớ tốt khi ta biết làm chủ đồng tiền, sử dụng vào việc chi tiêu hàng ngày tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân và gia đình. Sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm. Nó có thể làm cho con người say mê, điên đảo bất chấp mọi thủ đoạn. Người có tiền nếu biết sử dụng đúng cách vẫn đỡ hơn người không có tiền. Như khi có bệnh hoặc giải quyết một số vấn đề cấp thiết. Người có tiền có bệnh không? Có già không? Có chết không? Nếu có thì phải có khổ. Tuy nhiên, người có tiền có phước vẫn đỡ hơn người nghèo khó, bất hạnh ở chỗ sung túc, đầy đủ về vật chất. Người tham muốn quá đáng, dù tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bài thẳng cánh cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được nhiều hơn nữa. Do đó, người giàu hay kẻ nghèo đều phải biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ chuyển hóa được bất hạnh, khổ đau trở thành an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Tiền bạc nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện để trao đổi hài hòa các nhu cầu cần thiết trong xã hội. Nếu ta không biết dùng tiền đúng chỗ, đúng nơi, hoang phí một cách vô bổ để phục vụ cho cá nhân và cộng đồng xã hội, thì tiền bạc đó trở thành vô nghĩa. Chính vì thế, đồng tiền làm ra phải chân chính, nếu không thì vô cửa trước, luồn cửa sau, hoặc có mà không đóng góp vào việc lợi ích cho mọi người, thì ta sẽ trở thành kẻ tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt. Chúng ta có thể sống an lạc, hạnh phúc khi biết đủ và sẵn sàng làm lợi ích cho nhiều người. Ông bà chúng ta cũng thường dạy hãy nên gieo nhân tốt giúp người cứu vật, để lại phước đức cho con cháu sau này. Bởi chàng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù thênh thang. Nam mô A Di Đà Phật.